Xót xa, nữ nghệ sĩ mất cả chồng lẫn con trong lúc đang diễn trên sân khấu vì cùng một lý do. Các bạn đang lắng nghe bản tin của kênh Lòng Lành TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé! Trong lúc đang biểu diễn, nghệ sĩ Kim Phương đau đớn nhận tin con mất. Chẳng thể ngờ, 22 năm sau, bi kịch lặp lại với người chồng của chính mình. Bà thường nói một câu khiến ai nghe cũng ứa nước mắt. Có lẽ tôi đóng vai ác quá nhiều nên bị quả báo. Ai nói vai diễn vận vào cuộc đời cơ chứ? Nghệ sĩ Kim Phương là một trong những nghệ sĩ thế hệ vàng của sân khấu cải lương với hơn 50 năm gắn bó, cống hiến và tận tụy với nghề. Tuy nhiên đằng sau những nụ cười trên sân khấu là câu chuyện buồn đẫm nước mắt mà ít ai biết của nghệ sĩ Kim Phương. Cách đây 42 năm, gia đình của nữ nghệ sĩ sống dựa vào các đoàn hát, đi lưu diễn khắp nơi. Một lần vào đúng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi Kim Phương đang biểu diễn trên sân khấu tại Bình Thuận, thì con trai thứ hai của bà mới hơn 3 tuổi đã mất vì bệnh. Tuy nhiên lúc đó, vì đang trong lịch diễn phục vụ cho bà con dịp Tết, nên bà vẫn phải nuốt nước mắt để hoàn thành vai diễn cười nói trên sân khấu. Mộ của con bà được chôn vội vàng trong một mảnh đất ở chùa, nhưng chiến tranh và thời gian sau đó đã san bằng ngôi chùa, và cho đến tận bây giờ, bà vẫn không biết mộ của con trai ở đâu. Bà nói đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của mình và bà giữ kín nó trong lòng, kể cả với các người con của mình, trong đó có cậu con trai Tống Hạo Nhiên mà mình chị rất yêu thương. Tuy nhiên, không ngờ 22 năm sau đó, câu chuyện kép tư bề này một lần nữa xảy ra với chị và con trai khi cả hai đang đi quay hình chương trình Hát Cùng Mẹ Yêu số Tết Nguyên đán. Chồng mất nhưng hai mẹ con vẫn phải gắng gượng hoàn tất vai diễn vui vẻ như Tết trên sân khấu. Xong rồi mới dám chạy nhanh về nhà đưa tiễn chồng và cha. Lần đầu tiên trải lòng về cuộc đời buồn của mình, nghệ sĩ cải lương Kim Phương đã rơi nước mắt chia sẻ. Chị có 4 người con trai, trong đó người con thứ hai đã mất vì bệnh khi mới hơn 3 tuổi. Vào đúng sáng mùng 1 Tết năm 1975, khi chỉ còn 2 tháng nữa là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Cháu mất vào sáng mùng 1 Tết nên mọi người kiêng cữ dữ lắm. Chị nghẹn ngào chưa sót. Lúc đó vì chị đang diễn chưa thể nào về được, chồng chị và mọi người ở nhà đã xin đất tại chùa chôn cất con. Sau đó, khu chôn cất bị san bằng nên cho đến tận bây giờ gia đình không biết mộ của con ở đâu. Đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của bà. Bà cũng chia sẻ thêm, trước đây gia đình của mình rất khó khăn nên các con của bà phải tự lập từ rất sớm. Tất cả đều không theo học đại học vì không có tiền để đi học, nhưng đều cố gắng lập nghiệp và có cuộc sống ổn định. Khi cậu con trai út Hạo Nhiên được 6 tuổi, bà và chồng đã chia tay nhau, có lẽ vì vậy mà bà dành tình cảm nhiều hơn cho Hạo Nhiên, đứa con trai không có được tình thương trọn vẹn từ cha và mẹ. Hạo Nhiên cũng là người con thừa hưởng niềm đam mê sân khấu từ mẹ. Từ lúc 3 tuổi, Hạo Nhiên đã được lên sân khấu cùng mẹ để diễn những vai nhỏ. Đến 8 tuổi, Nhiên đã thi vào các vai chính. Sau khi học xong lớp 12, anh đã xin mẹ không theo học và đi lập nhóm nhạc. Bà thấy con trai của mình viết nhạc, có xem qua và thấy cũng được. Đến khi đi diễn chung với nữ ca sĩ Phương Thanh và nghe Phương Thanh khen con trai của mình, hát hay, đẹp trai, viết nhạc tốt, cho nên bà đã cho con trai theo nghề. Chia sẻ về cuộc đời buồn của nghệ sĩ chuyên đóng vai ác, nghệ sĩ Hồng Nga cũng ấm ức kể về phận đời của chính mình. Tôi không biết đóng vai ác thì cuộc đời sẽ sướng khổ theo đó, nhưng tôi chắc chắn rằng những gì hôm nay Hồng Nga phải gánh chịu bởi vì Hồng Nga xứng đáng phải nhận. Giờ tôi luôn nghĩ phải sống tốt để con cháu kiếp sau được an yên. Nhắc đến nữ nghệ sĩ gạo cội Hồng Nga, chắc hẳn với những khán giả của thế hệ 7X, 8X không ai là không biết đến. Bà sinh năm 1946. Trong sự nghiệp ca hát của Hồng Nga, bà nổi tiếng qua các vai lẳng mùi trong các vở tuồng Lưới Trời, Mắt Em Là Bể Oan Cừu, Tân Tử Hoàng, Phút Sau Cùng của Điền Long, vở tuồng Gã Câm Và Người Đẹp. Bà được cho là cô đào diễn vai ác ăn khách nhất khi đã từng khiến cho khán giả kết cay kết đắng chính mình. Đời chồng đầu tiên sớm gãy cánh, nghệ sĩ Hồng Nga đã lên xe hoa với người chồng thứ hai là soạn giả Mộc Linh. Hai người yêu thương nhau hết mực, nhưng tiếc thay, ông lại đột ngột qua đời khi hạnh phúc chưa được bao lâu, để lại nghệ sĩ Hồng Nga bơ vơ với 5 người con. Những năm tháng sân khấu cải lương dần thưa khách, nghệ sĩ Hồng Nga phải chật vật mới gồng gánh nuôi được 5 người con. Đi diễn dài đầy mai đó, Hồng Nga đã gửi hai người con gái đầu, một bé 5 tuổi, một bé 3 tuổi cho người bạn trông nom. Nhưng số phận nghiệt ngã đã bắt tình mẫu tử giữa nữ nghệ sĩ và hai con bị chia cắt. Người bạn của bà để lạc cả hai bé tại Thụy Sĩ.
Ở thời điểm đó công nghệ chưa phát triển như bây giờ nên dù cố gắng tìm kiếm rất nhiều, con của bà vẫn bặt vô âm tín. Mãi cho đến tận 18 năm sau, khi sự nghiệp của Hồng Nga phát triển, trong một chuyến lưu diễn ở Thụy Sĩ, bà mới chia sẻ về câu chuyện thất lạc con. Từ đó một số khán giả Việt Nam cư trú tại quốc gia này đã giúp Hồng Nga tìm được hai cô con gái. Tuy nhiên vì xa mẹ từ nhỏ lại quên mất tiếng Việt nên cả hai người con đều không nhận mẹ. Bà tâm sự: "Một trong hai đứa tới bây giờ đã nhận tôi, tuy nhiên bây giờ tôi nghĩ thoáng hơn. Nó đang có một cuộc sống rất tốt, chắc gì ở với tôi đã hạnh phúc. Tôi để thất lạc chúng hơn 18 năm, tìm lại được đã là may mắn nên không đòi hỏi gì thêm. Tôi tổng cộng còn 5 người con, 3 đứa đang sống tại Thụy Sĩ, Áo, còn 2 đứa hiện tại ở trong nước. Chúng đều qua tuổi trưởng thành, có gia đình và con cái riêng ổn định. Tôi quan niệm không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của các con, miễn là chúng sống tử tế, không làm hại đến ai. Cả đời tôi đã dành tặng cho chồng và các con, giờ các con đã yên ổn, tôi muốn tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Vậy là một mình Hồng Nga đã sống cô độc tại Mỹ." Mặc dù làm nghệ thuật nhiều năm, nhưng tư gia của nghệ sĩ Hồng Nga không phải là một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Đó chỉ là một căn nhà chung cư cũ với những món đồ đơn giản như bất kỳ một gia đình nào tại Việt Nam, thậm chí là còn có phần đơn sơ và giản dị hơn nhiều. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng bà cũng đã chắt chiu và dành dụm được tiền để mua một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn nhưng để dành cho con. Còn bà thì đến cuối cuộc đời sống hiu quạnh trong một căn nhà nhỏ đơn sơ. "Tôi làm bất kể điều gì cũng nghĩ về người khác, lo cho người khác mà không cần biết bản thân của mình có được gì không, có bị thiệt thòi gì hay không," bà nói. Ở Mỹ, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn đi diễn vào dịp cuối tuần. Ở tuổi 75, bà vẫn đi hát vì tình yêu sân khấu, tình yêu dành cho cải lương chứ không phải là vì mối lo cơm áo gạo tiền. Mọi thu nhập có được từ việc đi hát, bà đã mang đi làm từ thiện giúp ích cho đời. "Vào những ngày không đi diễn, tôi đi chùa hoặc tụ họp bạn bè ở đâu đó cho khuây khỏa. Chồng tôi nhà quê, chứ mà tôi có bằng lái ô tô hẳn hoi. Từ lúc chân ướt chân ráo qua Mỹ tôi đã tập lái xe, đến nay tôi cũng chạy được mấy mấy năm. Tôi đi đâu chỉ cần đề máy là chạy thôi." Cuộc sống xa xứ của Hồng Nga nhìn chung là an yên, ít muộn phiền và lo lắng. Giờ đây chỉ cầu mong cho có sức khỏe, khán giả còn thương để tôi tiếp tục đi hát kiếm tiền, lo cho những mảnh đời nghệ sĩ khó khăn nơi mình. Hồng Nga tâm sự, sắp tới bà sẽ cố gắng thu xếp để trở về Việt Nam sinh sống. Bà muốn được mang lời ca tiếng hát của mình cho đến tận cuối đời.